Đó, các bạn mua hôm nay tôi giới thiệu cái box mà WN version 6 bạch 6. Cái hiện tại nó đang ở version 1.24, các bạn thấy trên cái màn hình không ạ? À? Và nó là một cái box mà đưa ra cái box loại mà mini mà đưa ra cái mạch fix two tone. Viết bia mạch green fix two tone ha. Đó. Và cái mạch pin đầu tiên trước cả V1S và đúc V13 hay là quality copy của quality luôn. Và thương hiệu cái WN này á, là một cái thương hiệu là làm về thiết bị sửa chữa và dụng cụ sửa chữa từ năm 2010 rồi, từ cái thời mà cái bóc ra cái bóc để đổi serial number cho ổ cứng iPhone 4 để chúng ta bypass allow bằng cứng, đóng cọc quốc tế và đổi serial number của ổ cứng đó. Là những cái từ cái thời đó là chẳng ai biết ECAD là gì, cũng chẳng ai biết Vali là gì, hay Quy Minh Lầu hay là con công con kiếp thì chả ai biết là gì. Thì Mr. Wu này á là CEO của WN đã làm thiết bị từ thời đó rồi ha. Đó là tôi đã cũng là làm việc với Wu là từ thời 2010-2011 vậy, mua cái đế mà đổi silver cứng của iPhone 4 để về bài bán đại lao cặp quốc tế, rồi sau này á nó mới ra cái giải pháp là xài cái giả lập của 8824 ha, edit con lát thằng lát tool và đóng 8824 đó. Thì cái thằng bóc V6 này là cái bóc ra đầu tiên sau này á, thì VS1 mới ra mà giống như là ý tưởng của cái bóc V6 này là ha. Nhưng một sản thời gian sau này, những năm sau này khi tôi là hết làm việc đó, thì cái WN này, cái team WN ban đầu cái WN này thì có vẻ giống như là hơi bị thụt lùi hơn một tí. Nhưng những cái thiết bị của họ về ổ cứng, về thiết bị là sửa chữa ổ cứng hay là những thiết bị dụng cụ sửa chữa của họ cũng như là máy tách men, tách máy nhiệt để tách men hay là những thiết bị họ cũng rất là ok. Và từ hồi xưa tôi làm với họ là những cái khuôn mà CNC hồi xưa của tôi đó là đều do WN làm ra đó. Và trong khoảng thời gian sau này thì nó có vẻ WN Mizing thì nói chung nó đã chuyển qua một cái hướng khác là làm dụng cụ sửa chữa chứ không còn phải là dụng cụ lập trình nữa. Dụng cụ sửa chữa là chính. Trước khoảng năm 2010-2011 thì Mizing với lại Mizing gọi là cái thiết bị ACT hồi xưa đó các bạn. Và cái Bandung WN này là cặp đôi mà làm update thiết bị nhanh nhất. Nhưng mà sau này họ mỗi có người chuyển qua hướng khác và đứa em này vẫn làm nhưng mà có vẻ hơi thật lùi hơn. Vì sau này cái ECD mới phát triển lên, Vali phát triển rồi này kia, Quy Minh Lầu rồi. Chứ thực chất hồi xưa khi tôi làm thì chả ai biết Vali là ai, cũng chả ai biết ECD là ai nha. Đó. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu tới cái thiết bị của bạn các bạn. Thiết bị V6 thì những cái module này á, những cái module này của WN là có thể xài thì vừa trên cái box V6 và có thể vừa xài trên cái box B8000 cái đế mẹ của WN đó thì các bạn thấy đó. Thì nó ra đây là cái version đầu của cái thằng có WN về PKD, nó ra có vẻ hơi chậm chân nhưng mà tôi đảm bảo rằng những cái thiết bị của WN đưa ra đều là rất là chuyên nghiệp và rất là có tính về thẩm mỹ cao.
cái màn hình của nó là có thể tách được nha các bạn. Nó khác với V1S là nó có thể tách được ha. Tách được ha. Mình có thể chỉnh ngôn ngữ hoặc coi mấy cái vẹt xanh nó nằm ở đây. Đây là cái vẹt xanh, cái bóc này đang vẹt xanh 1.24 thì nó chỉ mới support cho Feedback ID từ X cho tới 11 Pro Max thôi. Và đây tôi sẽ up nó lên vẹt xanh 1.26 để support cho 12 series ha. Đó, đây là cái auto đời đầu. Còn nó còn hai to nữa, có cái đế để đọc cái retro jack, và cái đợt 3 là cái đế vừa đọc retro jack vừa test IC trên đó luôn ha. Đó, thì cái bóc này cái model đời đầu này nó cái của cái đi nó rẻ, còn mấy cái model vẹt kia thì nó hơi đắt hơn tí, thì tùy theo các bạn điều kiện kinh tế của các bạn như thế nào thì các bạn sắm cái đó ha. Đó rồi, đây thì đây nó sẽ nhận driver. Cái driver này cài trên Win 10 thì nó hơi khó nhận nha các bạn, còn cái Win 8 hay là Win 7 này hay là 32/64 thì tôi chưa có test, nhưng bữa nay tôi cài test trên cái bóc cái Windows 10 thì đó. Đó, mình cài á, có những cái mình cài cái driver trên đây này nọ đó, cài driver nhưng mà cài driver trên cái tool nữa góc bên trái đó nha các bạn, nhưng mà nó vẫn không có nhận được driver, nhưng là nó chỉ bằng gắn bút máy tính lại thì nó sẽ nhận ok ha. Đó, thì bây giờ nó đang ở version 6, bây giờ tôi sẽ up nó lên version. Cái này không phải là cái bằng phân biệt hai cái tool nha, một cái tool là WN Repair tool và cái vẹt thứ cái đời thứ hai là gọi WN Repair thôi nha. Đó, trên cái trang của WN á, các bạn có là web wn888.net á, thì nó sẽ có hai cái phiên bản, một là WN Repair và WN Repair Tool. Thì bạn xài những cái tuning pin, fix true tone, fix này kia đó, thì bạn vẫn xài được hai cái tool luôn, nhưng mà riêng cái tool mà fix Feedback ID đó, thì bạn phải cài cái WN Repair ha. WN Repair thôi ha. Đó, lát rồi tôi sẽ quay lại, tại đang quay cái này thì tôi quay lại cái hai cái icon của nó và trên cái trang web của nó cho các bạn coi ha. Rồi, ở đây là một cái 1.24 ha các bạn. Và tôi bật lên cài cái WN Repair nha. Rồi mình phải tạo một cái account password theo mail của mình để nó có cái verify code, verification code để mình có thể cài vô được ha. Đó, rồi 24. Rồi, bây giờ mình sẽ coi thì nó ha. Bây giờ tôi sẽ cài đây. Ở dưới góc bên đây nó sẽ có một cái icon là V6 nè, lúc đây nè, bạn thấy chưa, cái chỗ theo con chuột tôi là ở góc dưới cùng bên tay phải nè, nó mình sẽ nhấp vô cái icon là V6 thì nó sẽ hiện lên cái bảng là current version của bạn đó là 1.24 và latest version tức là 1.26. Đó, và sau 6 là support cho đây, là dịch ra là support cho 12 series nè. Thì nếu bạn bỏ qua thì bạn không đánh dấu vào đây thì nó không update. Bạn chỉ cần đánh dấu vào đây, tức là không bỏ qua cái đó, mình sẽ update box của nó ha. À, thì mình nhấn vào đây. Cái driver thì nó nhận rồi ở góc bên đây ha. Cái driver thì nó nhận rồi góc device connection nè, và com 5 nè, và 6.24 bên góc cùng bên tay trái nè ha bạn. Thấy chưa? Thấy con chuột tôi lăn lia chưa? Đó. Bây giờ tôi sẽ đánh dấu vào đây và tôi bắt đầu update. Những cái update đó thì trên màn hình nó sẽ hiện ra đang updating đó, và trên cái bóc á thì nó đang hiện là đó, cái bóc là receive firmware đó, tức là download cái firmware vô trước cái đã rồi nó bắt đầu nó update ha. Thấy chưa? Đó, update xong bút máy lại, firmware đang update. Đừng, nó cảnh báo các bạn là đừng turn off cái power phone đó. Đó, khi nó update xong và nó ok, boot lại đó, nó sẽ vào cái
cái tool của cái KDE đó, tại vì mình đang cắm cái mưa cái KDE mà đó, thấy chưa? Rồi xong đó mình sẽ thử coi nè. Mình kiểm tra cái mặt xanh của nó, cái riêng cái màn này loại này, cái box V6 thì nó tách trên màn hình, riêng thằng V1S thì không có nha các bạn. Đó đây vẹt xanh 1.26, bạn thấy rõ không, vào ngày 17 tháng 11, 17 tháng 1 2021, thấy bạn thấy chưa? Đó đó bạn, phiên bản tiếng Anh rồi đó. Rồi đó là số bột, và trên đây trên cái góc màn hình này đó, nó cũng cũng báo là, thấy chưa các bạn, đó là vẹt xanh 1.26, hồi nãy là 1.24 ha. Cái phiên bản của cái UN Repair này là 1.13 ha. Mình load ở trên trên trang web của nó thì nó đang là vẹt xanh 1. Đang là 1. Đó, mình đây đó, nó là một cái web chấm chấm net ha. Đó. Cái trang web nó hơi lót hơi lâu. Trang web của nó, bạn nên các bạn nên cài trên cái bản ROM á, bản Google ROM á, thì nó có cái bộ dịch trên đó sẵn, nó tích hợp bộ dịch sẵn thì bạn sẽ dễ tìm thấy thôi, chứ trang của nó thì không có cái người tiếng Anh ha. Thì mình ở đây ví dụ như chọn bên người tiếng Việt nó sẽ ra đó, trung tâm tải xuống hay là chọn tiếng Anh. Yeah, trung tâm tải xuống, mình vào cái trung tâm tải xuống này, click vào trung tâm tải xuống, nó sẽ ra những cái xanh để mình load. Đây đây thì có cái gói W Repair Bandung Resistance, tức là cái vẹt mà tôi đang nãy giờ tôi đang xài nó là 1.9, lát rồi mình sẽ up lên cái vẹt 1.13. Còn cái phiên bản cũ của Đức Ren Software đó, nó là phiên bản mới, còn phiên bản cũ của nó là 3.83 ha. Thì bên nên xài cái bản vẹt xanh mới, bản gói mới, cài đặt là Đức Ren Repair thôi, còn cái này là Đức Ren, khi mình cài lên nó là Đức Ren Repair Tool, Repair Tool ha. Đó. Còn mấy cái bạn chỉ quan tâm đến mấy cái này thôi ha. Thì thường nó nằm trong cái tab thứ hai, nếu các bạn không biết thì mình nhấp vào cái tab thứ hai tiếng Hoa, là tab thứ hai là cái chỗ này, là cái chỗ này là cái chỗ nó download. À đây thứ hai thì thứ ba đây, chứ từ ta trái qua là cái thứ ba là download software đó. Thì bạn nên chọn cái W Repair 1.9 xuống để download xuống ha. Đó thì tôi load cái ca nó ra cái bản này đó, W Repair này đó. Các bạn thấy không? Đó. Bây giờ đó, tôi thử nha. Đây á. Đó. Đây, tôi sẽ cho các bạn coi. Ở đây là cái bóc ha. Nó vẹt xanh rồi ha. Mình cắm đó. Rồi mình thoát ra đó, mình chọn cái chỗ factory test đó, nó sẽ ra cái bản. Đây là cái phiên bản tiếng Anh của nó, nhưng mà nó còn vẫn dính một số chữ tiếng Hoa. Tôi đang yêu cầu với nhà sản xuất chỉnh lại những cái câu cảnh, câu thông báo và câu cảnh báo để qua tiếng Anh để mình, để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng hơn. Đầu tiên là mình check, ví dụ mình sẽ offline, tức mình bấm lên đây mình cắm sợi cáp này ha, cắm này là cáp ít
XS Max ha. Thì mình sẽ bấm test check. Đó, nó đọc ra. Đọc ra cái IC data rồi, NTC ok. Thằng này sao lại báo NTC ok ta? NTC là con trở nhiệt, còn sao mà ok được? I2C ok. Đó. Cáp là IS Max. Rồi hai câu reason gì đó là cái kết quả của nó mà nó viết còn tiếng Hoa đỏ lòm, tức là có một số 4-5 cái gạch kia nó không ok đó, tại vì nó cái cáp này có thể nó bị lỗi gì đó ha. Cáp này tôi không biết nó bị lỗi gì. Ai cái này cáp cáp zin thì nó có NTC báo ok đúng rồi. Mấy cái đèn nó đang hư thì nó báo đó, đèn đó. Mấy cái đèn đó đang hư thì đánh dấu chéo đó, IC data. Nè. Rồi tôi sẽ đọc. Đọc nó bấm nút đọc nó lại. Đây bên nút bên trái này nè, đọc nè ha. Đó nó đọc ra cái mã code và cái serial number gì đại khái trong đó đó. Còn một đoạn code của nó thôi. Đó. Ở trong đó có chứa serial number của IC để nó đồng bộ với mấy kia. Rồi. Rồi xong mình sẽ bấm nút read bên tay trái này, read. À write, bấm write đúng rồi, cáp này cáp zin thì mình không write được rồi, bây giờ mình bấm read thì nó sẽ tự động nó lưu lại ha. Và khi đó mình gỡ cáp này ra. Mình gắn cái cáp của WN lên ha. Đây là cáp của WN. Các bạn thấy không? À, các WN rất là chuẩn ha. Đây. Đây. Nó có đây ghi đây rõ đàng hoàng ha. Tên tuổi cáp với mắt rồi ha. Rồi đó. Đó, tên tuổi cáp rồi đó ha. Rồi xong cái mình sẽ cắm lên cái bắp, cắm vào đúng vị trí IS Max với IR IS Max đó. À, cắm vào nó tự động nó sẽ nhận ha. Rồi mình sẽ bấm nút Write. Đó nó Write qua đó ok. Đó nó Write ok, nó báo là cái gì đó ít server gì ok gì đó. NTC thì hiển nhiên trên đây nó không có còn trở nhiệt thì nó sẽ báo ok và nó chép lại ok. Những cái dòng chữ này tôi sẽ yêu cầu cái nhà sản xuất nó sẽ thông báo bằng tiếng Anh cho mình để mình biết chính xác ha. Đó rồi xong mình write ok rồi thì mình cái thủ tục là mình chép phần mềm của mình là ok rồi ha. Mình tự lấy sức cáp này rồi mình câu tắt của con cấp áp, câu tắt cái con cấp áp trên đây là con trắng trắng nhỏ nhỏ này, mình câu tắt giống như cái kia thôi, mình câu tắt qua và mình đóng cái đốt rolex này qua cái sợi cáp này, đúng rồi sợi cáp này của nó ha. Và thông báo với các bạn nha là cái cáp này á, tôi chưa thử đọc trên các cái bóc khác, nhưng mà cái bóc này á, thì đọc cáp I2C, IC và Blueband là không được nha, bóc nào là sẽ bóc đó ha. Đó, nó từ bên các team bên Trung Quốc nó đã bảo mật hết rồi, thành ra là nó chỉ xài được trên cấp bóc nào xài cấp đó thôi. Mình xài nha. Đó là cái quá trình mà mình update từ cái bóc từ version 1.24 lên 1.26 để support cho 12 series. Rồi ở đây trên cái tool này Hương sẽ giới thiệu thêm, tức là mình sẽ nên xài cái tool mới, còn tool kia tool cũ ha. Đó, tương cũ mình xài tương mới. Thì đây các bạn thấy không, cái trên cái tool này đó, nó cũng sẽ có những cái chức năng y chang như cái tool cũ của WN thôi, thì cũng có nào là chip repair, là phần ROM, lập ROM ha. Khi cắm cái module, cắm module màn hình này nè, module màn hình này màu vàng này đó, để mình fix true tone, fix rung cho fix true tone cho từ IS cho tới IS Max, còn IS
một rồi mắt vẫn đọc được, đọc tốt ha, nhưng mà mình phải thay con IC qua thì nó cái tua tôi mới ok ha, vẫn đọc được viết ra bình thường, nhưng mà phải thay con IC trên cái cáp cảm ứng á thì mới ra được ha. Đây nó xuất bọt. Đây là số bọt đây nè, 11. Thấy không? Các bạn thấy không? Cái bọt bom 11. Cái hình mờ mờ đó, 11. 11 rồi mắt đó các bạn thấy không? Hai socket đó đó. Đó một bên là 11, kia là 11 rồi, 11 rồi max. 5.8 và 6.5 ha. XR rồi ha. Đầy đủ hết 8 đó, mẹ còn trên đây là fix rung. Fix rung nha các bạn. Đó, hai cái trên phía hai phía trên đó, đây là fix rung nè. Fix rung cho 7 7B. 8 8B và X. Cái này là ha. Nó phí rung cho nó. Đó. Đó. Đây là cái này nó có thể xài cho được cái bóc mẹ và B8 và sinh 11 luôn ha. Đó và phí rung, và đây là những cái điểm bốn cái đường carbon để nó hàng vào hàng từ đây ra và hàng vào chân của con siêu ben để rig EF ROM. Đó. Nó cũng tương tự như là cái bóc BM1 thôi mà nó ra trước VS1 nha các bạn, bạn nhớ gì đó là nó ra trước VS1 đó. Ở đây cái mạch phích pin thì hiện tại phích pin của nó chỉ mới tất cả các bóc chỉ mới xuất bọt tới ít đến mắt thôi ha, còn 11 rồi mắt là chưa đọc được ha các bạn, chưa làm gì được hết. Ngay cả những cái module có kỳ nó cũng ra module là có 11 rồi mắt nhưng mà vẫn chưa có giao tiếp, vẫn chưa có đọc được ha. Mà như bây giờ hiện tại có đọc được đi nữa cũng cũng chẳng có xử lý được, chỉ có thể tăng hiệu suất. Thì cái cách tăng hiệu suất á thì hiện tại thì một số anh em đã làm, tôi cũng đã làm, thì fix từ cái fix trên con IC của mắt, tăng hiệu suất trên đó và sau đó nhổ IC đó đóng thay qua bên cái mạch điều khiển pin của 11 Pro Max thì nó sẽ mình sẽ tăng hiệu suất được 11 Pro Max. Nhưng mà cũng có con được con không ha, do cái mạch pin trong đó nó khác nhau. Đúng không? Các bạn thấy không? Đó là tất cả đồng ba hiện tại cái bóc nó có ba cái mạch và thêm một cái mạch nữa là cái mạch. Thêm một cái mạch nữa là cái mạch test cáp Lightning, cáp zin, cái test zin, cáp zin gì đó của cái Ninh và cái test cái đường handset, tức là cái đường ear của nó. Cái tai nghe đó các bạn ha. Đó. Đó, đưa đường cáp USB đó, cái này là cái cáp, tức là trong nó, tức là cái bộ hiện tại nó có 4 bộ. 4 cái module. Nha. Module fix true tone, một module fix pin, một module fix lightning cáp và handset tức là earphone đó. Và một cái fix true tone, fix fade ID. Fix fade ID thì nó có một vẹt nhá, vẹt đầu tiên, nó lẻ. Và tôi cũng có bán cái sợi cáp